Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Xin thân ái kính chào toàn thể quý ông bạn chị em, những người đang có mặt ở đây, cũng như thân chào quý ông bạn chị em là những người đang xem qua mạng lưới Internet để chúng ta cùng nhau thờ phượng Đức Chúa Trời. Đề tài mà chúng ta sẽ cùng học với nhau hôm nay đó là nhận phước từ nơi Đức Chúa Trời. Quý vị có muốn nhận được phước từ nơi Chúa không? Chắc chắn rồi. Trong những ngày đầu năm, đặc biệt là mùa Tết, chúng ta đi đâu cũng mong ước những lời chúc tốt đẹp dành cho mình. Và tôi nhớ rằng ngày tôi còn nhỏ thì ở trong khuôn viên nhà thờ có một bà cụ. Trước Tết vào ngày 30 thì bà đem cho tôi một ít tiền và bà dặn là sáng mai thì con phải qua nhà bà trước nhé. Bà không muốn ai khác, bà muốn con đến để chúc phước cho bà. Và thế là tôi được lì xì. Và điều này nó phản ánh tâm trạng của nhiều người, phải không? Tất cả chúng ta đều mong ước được phước. Và sáng hôm nay tôi hy vọng rằng lời của Chúa sẽ đem phước hạnh đến chẳng những cho cá nhân của chúng ta, cho gia đình của chúng ta, mà cho đất nước, cho dân tộc của chúng ta. Xin chúng ta hãy cùng đọc lời của Chúa. Chúng ta cùng đọc lời của Chúa ở trong Lê Vi Ký đoạn 25 từ câu 8 đến câu thứ 10. Xin chúng ta hãy bắt đầu. Các con cũng hãy tính 7 tuần năm, nghĩa 7 lần 7 năm. Thời gian của 7 tuần năm này sẽ là 49 năm. Vào ngày mùng 10 tháng 7, tức là ngày chuộc tội, các con phải thổi tù và vang rền khắp xứ. Các con phải làm cho năm thứ 50 nên thánh và công bố tự do cho mọi người dân trong khắp xứ. Đó là năm hân hỷ cho các con. Mỗi người nhận lại cơ nghiệp mình và mỗi người trở về với gia tộc mình. Cảm ơn Chúa. Chúng ta biết rằng một trong những luật lệ mà Đức Chúa Trời truyền bảo cho con người đó là trong 6 ngày làm việc thì ngày thứ 7 là ngày nghỉ, đó là ngày Sa-bát. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng mạng lệnh của Chúa đòi buộc chúng ta và cảm thấy khắt khe quá. Chúa ơi, ngày Chúa Nhật là ngày con có thể kiếm được nhiều tiền hơn những ngày khác. Ngày Chúa Nhật là ngày đông khách. Tại sao theo Chúa gò bó quá, con không muốn. Nhưng mà chúng ta biết rằng mọi mạng lệnh của Chúa dành cho chúng ta không phải đòi buộc chúng ta, mà là để đem phước đến cho chúng ta. Kinh Thánh cho biết rằng chính Chúa, Ngài tạo nên ngày Sa-bát, và Kinh Thánh nói rằng trong ngày Sa-bát, Ngài nghỉ các công việc của Ngài. Tôi nhớ rằng đã có một giai đoạn, lúc bấy giờ, chủ nghĩa cộng sản đã lấn áp ở trên nhiều quốc gia trên thế giới, và người ta nghĩ rằng sẽ không nghỉ ngày Chúa Nhật đâu, nhưng mà sẽ có một quy định mới, đó là 10 ngày nghỉ một ngày. Nhưng mà ngày hôm nay thì những người mà gợi ý quy định như vậy thì không còn nữa. Nhưng ngày Sa-bát vẫn còn. Bởi vì Chúa biết rằng chúng ta cần được nghỉ ngơi. Cơ thể của chúng ta sau một tuần làm việc cần được nghỉ ngơi để được phục hồi. Sau đó công việc sẽ được tốt hơn. Còn nếu chúng ta nghỉ theo ý riêng của mình, theo sự khôn ngoan của mình, thì chẳng bao lâu sức lực sẽ bị cạn kiệt. Cũng cùng một cách đó, cứ 6 năm cày cấy canh tác thì đất phải được nghỉ năm Sa-bát. Chúa coi trọng cái luật này. Và chúng ta biết rằng nếu ngày hôm nay chúng ta cứ tranh thủ, cứ vắt kiệt đất đai thì rồi không còn gì nữa. Chúng ta nghĩ rằng làm như vậy mình sẽ thu nhập nhiều hơn, nhưng mà khi đất đai cạn kiệt rồi thì không thể sinh sản hoa màu được nữa. Và nếu chúng ta đọc lịch sử của dân Israel, vì cớ họ vi phạm năm Sa-bát và Đức Chúa Trời phải đuổi họ ra khỏi xứ,
để cho đất đai được nghỉ bù lại những năm mà dân sự vi phạm. Trong phần kinh thánh mà chúng ta đọc sáng hôm nay thì tiến xa thêm một bước nữa, đó là 7 năm sa bát, 49 năm thì sẽ có một năm gọi là năm hân hỷ. Cảm ơn Chúa. Chúng ta hãy tìm một dịp tiện nào đó để công bố đó là năm hân hỷ cho cuộc đời của mình. Có thể một người nào đó đã kết hôn được 50 năm, 49 năm, hãy công bố năm thứ 50 kết hôn của đôi vợ chồng sẽ là năm hân hỷ của mình. Ai bước vào tuổi 49 chuẩn bị bước sang tuổi 50 thì hãy nói rằng chúng tôi chuẩn bị bước vào năm hân hỷ của cuộc đời mình. Sở dĩ trong những ngày qua lòng của tôi rất được cảm động, thôi thúc, dấy lên niềm hy vọng, bởi vì chúng ta biết rằng năm 1975 là biến cố hai miền Nam Bắc Việt Nam đã được thống nhất và chấm dứt chiến tranh. Nếu đi ra nước ngoài, đặc biệt là qua Mỹ, giữa vòng người Việt mà tôi nói như vậy đó, có thể là bị ném đá. Bởi vì người ta nói rằng miền Bắc chiếm miền Nam mà. Từ đó thì cha ông của tôi đã đi học tập cải tạo hàng chục năm, tôi phải bỏ nước mà đi, rồi nhà cửa của tôi trong miền Nam đã bị mất hết, phải đi vùng kinh tế mới. Nói gì thì nói, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể hiểu được, tôi cũng đã trải qua những năm tháng đầy đau thương, và tôi nhớ là ba tôi sau 1975, ông cùng với những người bạn là những mục sư, ngồi lại rất buồn, rất thất vọng, và nghĩ rằng Cộng sản đến, thế là chấm dứt rồi. Và quả thật, 2 năm sau thôi, thì ông bị bắt vào trại tập trung cải tạo, 6 năm, 6 tháng ở tại đó. Điều đó đã xảy ra, điều đó đã xảy ra. Nhưng cảm ơn Chúa, ngày hôm nay chúng ta thấy rằng đạo của Chúa đã lan truyền từ miền Nam ra miền Bắc. Ngày hôm nay chúng ta ra miền Bắc thì hội thánh của Chúa năm 1975 và trước đó chỉ có 14 ngôi nhà thờ thôi. 14 ngôi nhà thờ, mỗi một ngôi nhà thờ như vậy số lượng tín hữu rất ít ỏi. Nhưng mà ngày hôm nay thì hàng ngàn và chỉ riêng hội thánh Thiên Lành Liên Hiệp Truyền Giáo Việt Nam tại Hà Nội, chúng ta có thể có từ 1.500 đến 2.000 tín hữu ở tại đó. Khi chúng tôi đi ra những vùng như là Cát Bà, như là Móng Cái, chúng tôi lấy làm ngạc nhiên. Bởi vì sao mà Tin Lành lại được đến đây? Và chúng tôi khám phá ra rằng, ngày xưa có những người ở ven biển miền Bắc, họ muốn đi vượt biên, họ không muốn ở trong nước, họ đi vượt biên, rồi ở tại đó thì họ đi về hướng Hồng Kông, bị chặn lại, bị đưa vào trong những trại tập trung cải tạo ở tại Hồng Kông. Ngày họ đi, họ không biết gì về Chúa cả. Nhưng rồi, ngày họ trở về, họ là cơ đốc nhân và hội thánh mở ra khắp mọi nơi ở tại đó. Ở những vùng trung du của Việt Nam cũng vậy. Những nơi đó chúng tôi biết rằng nhà truyền giáo đến, bị để ý, bị bắt ngay, gặp khó khăn ngay. Nhưng mà chúng ta biết một làn sóng của nhiều người muốn đi ra nước ngoài để lao động, họ được qua Hàn Quốc, họ được đến Malaysia để lao động. Ngày họ đi, họ không biết gì về Chúa cả. Chúng ta có mục sư Nguyễn Quang Sang, vốn nghiện cờ bạc, nhưng mà rồi qua đó được Chúa cảm động, mở ra cơ hội, tin nhận Chúa, được học tập và trở về thành mục sư. Cảm ơn Chúa. Trong tuần qua, nếu quý vị theo dõi trên Facebook, thì là bà cụ mục sư Chung Khâm Lộc, 103 tuổi rồi. Bà đến ở tại Cà Mau, hội thánh ở tại đó để kỷ niệm 10 mấy năm thành lập hội thánh. Thì bà làm chứng lại rằng bà từ Mỹ nghe nói là có những người Việt ở tại Malaysia. Bà mua vé để bay qua bên đó, rồi làm chứng, rồi giảng đạo, gây dựng. Mục sư Lê Hoài Bảo ngày hôm nay trở về Malaysia. Hội thánh của Chúa rất mạnh mẽ. Tháng năm ngoái, tôi và nhà tôi có cơ hội đi Âu Châu và tôi đã làm chứng. Rất lạ lùng. Hàng ngàn con người ở tại Âu Châu là con ông cháu cha được đi ra nước ngoài để học, học để trở về làm cán bộ. Nhưng bây giờ họ tin nhận Chúa và rất mạnh mẽ. Nếu chúng ta nhìn bức tranh đó, chúng ta sẽ thấy rằng biến cố 1975
dường như là đau buồn. Đúng, đã có lúc tôi oán trách Chúa, tại sao Chúa lại để cộng sản đến, để con không có nhà ở, để con không được đi học đại học lúc bây giờ, để nhiều điều xảy ra. Nhưng ngày hôm nay nếu chúng ta bình tĩnh, chúng ta nhìn lại, Chúa biết điều chúng ta không biết, và chúng ta có thể nói rằng, các anh toan hại tôi, nhưng Đức Chúa Trời toan làm ích cho tôi. Để ngày hôm nay, trên đất nước Việt Nam, hàng triệu con người được biết Chúa Giê-xu. Lúc nãy chúng ta chứng kiến các con người Hờ Mông thờ phượng Chúa ở tại đây. Tôi không thể tưởng tượng được. Người ta nói rằng vào thập niên 90 thì 100.000 người Hờ Mông đã tin nhận Chúa qua đài phát thanh phát từ Manila. Lúc đó bị bắt bớ nhiều lắm, họ dời vào, họ tự động di cư vào trong các vùng cao nguyên. Tôi đã đến Ban Mê Thuột, tôi vào trong làng của một người Hờ Mông. Nhà cửa tền toàn lắm. Họ chỉ vào chiếc radio và họ nói rằng, mục sư ơi, hội thánh của em đây này. Bởi vì mỗi một ngày họ mở radio ra để thờ phượng Chúa, không biết gì thêm hết. Và họ lớn lên trong Chúa như vậy. Ngày hôm nay, những ngôi làng ở tại Điện Biên, ở tại Lai Châu, ở tại Sơn La, ở tại Lào Cai, ở nhiều nơi đó, có những hội thánh hàng ngàn con người được biết Chúa. Tôi hy vọng rằng, khi chúng ta mở mắt ra, nhìn thấy bức tranh lớn, chúng ta sẽ cảm ơn Chúa bởi vì sự khóc lóc chỉ là tạm thời. Chương trình đời đời của Chúa là dân tộc Việt Nam, đất nước của chúng ta, phải được biết Chúa như nhiều người đã ao ước. Chúng ta biết rằng hôm nay là năm 2024. Hôm nay là tháng 3, tháng sau là tháng 4. Tháng 4, ngày 30 tháng 4 năm 2024. Thật ra là ngày 10 tháng 3, lúc bây giờ tôi ở tại Ban Mê Thuột, là Ban Mê Thuột đã được ở, đã bị rơi vào trong tay của những người cộng sản miền Bắc rồi. Thành phố Hồ Chí Minh á, thì là 30 tháng 4 là chính thức không còn cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa nữa. Chúng ta hãy tự tính đi. Năm nay là năm thứ 49. Như vậy có nghĩa là sau ngày 30 tháng 4 là lịch sử Việt Nam chúng ta bước vào năm thứ 50. Và chúng ta hãy xem lời của Chúa nói gì. 49 năm bước vào năm thứ 50, đó sẽ là năm hân hỷ cho các con. Mỗi chúng ta đều ao ước dân tộc Việt Nam của chúng ta. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Mỗi chúng ta đều ao ước dân tộc Việt Nam của chúng ta sẽ được biết Chúa Giê-xu. Người Việt Nam sẽ có mặt trên thiên đàng. Chúng ta ao ước điều đó. Hàng triệu lời cầu nguyện, dù họ không biết chính xác chúng ta là ai, trong nhiều thập niên qua đã dâng lên và cầu nguyện lại Chúa, xin cứu người Việt Nam, xin cứu người Việt Nam. Và tôi thấy chúng ta đang tiến gần đến chỗ được Chúa thăm viếng. Chúng ta biết rằng một người sống ở trên đời trung bình, nếu không kể là chết yểu, thì là một người tuổi tác chúng tôi đến được 70, còn nếu mạnh khỏe thì đến 80. Phải không? Đó là tuổi trung bình của một người. Và nếu một người không chết yểu, sống 70, 80, thì là người đó sẽ có cơ hội dự một năm hân hỷ của cuộc đời mình. Đúng không? Đúng như vậy. Và rõ ràng là Chúa mở cơ hội cho tất cả mọi người. Nếu năm hân hỷ là 90 năm mới có một năm hân hỷ, thì chắc là chúng ta không có hy vọng gì đâu, phải không? Chỉ có rất ít người có hy vọng được tham dự năm hân hỷ. Nhưng mà lạ lùng lắm, Chúa Ngài khôn ngoan tuyệt đối, cho nên Ngài đã định ra hễ 50 năm là có một năm hân hỷ. Và con người chúng ta, tuổi thọ trung bình của con người, dù là 60 tuổi qua đời, dù là 55 tuổi được kể là chết trẻ, chúng ta vẫn có cơ hội có một năm hân hỷ của cuộc đời mình. Vấn đề là chúng ta có coi lời hứa đó dành cho chúng ta không? Cảm ơn Chúa, lúc nãy anh Lương Văn Sĩ gặp tôi trong khi đậu xe, và tôi hỏi rằng sáng hôm nay anh có mặt ở đây không? Anh ơi, tôi phục vụ bên dưới.
anh chia sẻ với tôi một vài điều và tôi thấy rõ ràng là trước đây có một điều gì đó anh buồn tôi, anh giận tôi, nhưng mà sáng hôm nay anh muốn gặp tôi và anh nói rằng tôi muốn gặp mục sư, tôi muốn mục sư bỏ qua cho tôi cái chuyện ngày xưa, lúc đó tôi là con trẻ. Và tôi nói rằng tuyệt vời quá, tôi vừa mới giảng về năm hân hỷ đây, bây giờ tôi nhận được phước hạnh của sự phục hồi. Thật là tuyệt vời. Nếu chúng ta lấy đức tin nhận lời đó cho mình thì lời đó trở thành linh nghiệm cho cuộc đời của chúng ta. Bây giờ chúng ta hãy coi phước hạnh của năm hân hỷ đó là gì. Dĩ nhiên bao trùm tất cả mọi điều đó là hân hỷ, là vui mừng. Ai trong chúng ta cũng muốn được vui mừng, cũng muốn được phước hạnh, phải không? Hãy nhận lấy bằng đức tin. Quý vị sẵn sàng chưa? Vâng. Đó là năm hân hỷ cho các con. Hãy công bố sự tự do cho mọi người dân trong khắp xứ. Mỗi người nhận lại cơ nghiệp mình và mỗi người trở về với gia tộc mình. Chúng ta hãy xem, ngày xưa thì những người nghèo quá, không có đủ sức để kiếm sống qua ngày, phải làm thuê, phải ở đợ cho người khác, rồi bị thiếu nợ, cứ nợ dần dần như vậy, cuối cùng thì là phải bán con của mình, hay là chính vợ của mình, hay là chính người chồng, để làm người chuộc, làm người ở đợ cho người chủ. Ở trong Kinh Thánh có trường hợp đó đó. Elise gặp một người đàn bà quá, đến nói rằng: Chủ ơi, xin giúp tôi với, tôi thiếu nợ, chồng tôi là một nhà tiên tri đã qua đời, và bây giờ chủ nợ toan đến bắt hai đứa con tôi để trừ nợ, và bây giờ tôi phải làm gì? Cảm ơn Chúa, tiên tri Elise chỉ cần có một lời khuyên thôi: hãy về tìm những chiếc bình không ở trong nhà, rồi hãy xem dầu còn bao nhiêu, hãy đổ vào những chiếc bình đó. Và lạ lùng là phép lạ xảy ra, dầu cứ tuôn ra, tuôn ra, tuôn ra, đến khi không còn bình nữa thì dầu ngừng lại. Và người đàn bà quá này đã lấy dầu đó bán, trả nợ, và hai đứa con của bà không bị bắt làm nô lệ. Đó cũng là một bằng chứng đó, là một hình bóng đó. Và chúng ta đọc ở trong Lê Vi Ký đoạn 25 thì Kinh Thánh cho biết rằng năm hân hỷ tất cả những người bị nô lệ sẽ được giải phóng. Cảm ơn Chúa. Có lẽ quý vị nói: mục sư nói chuyện xa vời quá, tôi đâu có làm nô lệ cho ai đâu. Hãy chân thành với mình đi. Có phải là chúng ta đã ở trong vòng nô lệ? Mặc dù mình đã được Chúa cứu rồi, nhưng mà có những thói quen xấu mình muốn bỏ mà không bỏ được. Có những điều mình ao ước sống cho Chúa mà nhiều khi cứ trật tới trật lui hoài. Hãy công bố rằng: Chúa ơi, con muốn sự tự do, con muốn được tự do, để không có một gì điều gì trói buộc con cả, để con được phục vụ Ngài, để con làm được điều con muốn làm mà Chúa đặt ở trong đời sống của con. Nếu chúng ta có ao ước như vậy và có đức tin, Chúa sẽ cho chúng ta kinh nghiệm được. Có những người muốn làm nhiều điều lớn lao lắm, nhưng mà chỉ khổ là không có tiền. Bây giờ muốn được tự do thì sao? Dĩ nhiên ai trong chúng ta cũng muốn có tiền, nhưng mà cái ranh giới giữa lòng tham, giữa cái muốn an toàn, ôi nếu mình có một mớ tiền thì chắc là mình không còn lo sợ gì nữa, trong khi đó thì Chúa muốn mình tin cậy nơi Chúa. Cho nên cái ranh giới giữa lòng tham, giữa cái việc thiếu tin cậy Chúa với việc là được tự do để làm mọi điều Chúa muốn mình làm, nó cũng trong tích tắc thôi, nó cũng rất là gần. Chúng ta hãy xem ở đây, trong Lê Vi Ký đoạn 25 câu 21 nói này: năm thứ sáu ta sẽ giáng phước cho các ngươi, và năm ấy sẽ trúng mùa bù ba năm. Năm thứ tám các ngươi sẽ gieo và ăn hoa lợi của mùa màng cũ cho đến mùa màng mới của năm thứ chín. Câu 20: ví các ngươi nói rằng nếu chúng tôi chẳng gieo, chẳng gặt mùa màng, thì trong năm thứ bảy sẽ lấy chi mà ăn? Và Chúa trả lời như vậy. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng ồ, mình phải đi ra làm lụng, phải lao nhọc, nhưng mà Chúa nói rằng trong năm hân hỷ Đức Chúa Trời sẽ đổ phước xuống. Chúng tôi
có kinh nghiệm đó. Phước của Chúa có những giai đoạn trong cuộc đời Chúa đổ xuống. Chúa đổ xuống đến nỗi không chỗ chứa. Ông bà anh chị em ơi, chúng ta sẽ học kỹ hơn về những phước hạnh đó, về nhà đọc kỹ Lê Vi Ký đoạn 25. Nhưng mà tôi chỉ lướt qua một vài điều. Đó là một trong những phước hạnh của năm hân hỷ. Chúa sẽ ban cho chúng ta được tự do. Tự do trong tấm lòng, tự do trong đời sống, tự do trong các mối quan hệ, tự do về tài chánh, tự do trong những ao ước, không bị bó buộc, không bị thu hẹp lại. Chúa ơi, đây là lời hứa của Ngài. Con muốn bước vào trong năm hân hỷ vì con là người Việt Nam, vì đất nước Việt Nam vào lịch sử, bước vào trong năm hân hỷ và xin cho mọi người được tự do. Ban truyền giáo, nhiều người đi ra làm chứng thì chúng ta đối diện với trường hợp đó là muốn tin Chúa lắm nhưng mà sợ cha mẹ buồn. Tại vì gia tộc, họ hàng vốn thờ lại hình tượng, thờ ông bà, bây giờ tin Chúa làm sao được? Đó là một hình thức bó buộc, đúng không? Nhưng mà chúng ta cầu nguyện lại Chúa trong năm hân hỷ này: Chúa ơi, tin lành của Chúa công bố đến đâu, người ta được tự do mà tiếp nhận, không bị ràng buộc. Khi tôi dạy về môn hội thánh tăng trưởng thì người ta phân tích đó là hãy tận dụng cơ hội những người ở quê ra thành phố. Tại vì đó, họ sống ở làng quê, tâm trí của họ, mối quan hệ của họ bị ràng buộc bởi gia đình nhiều lắm. Cho nên họ lâu nay thờ cúng ông bà mà bây giờ tin Chúa phải trả giá lớn lắm. Nhưng mà khi ra thành phố rồi, một cái bầu không khí cởi mở hơn, và đó là cơ hội để đem tin lành của Chúa đến, và người ta dễ dàng tin nhận Chúa. Một trong những điều mà chúng ta nhận lấy: Chúa ơi, trong năm hân hỷ một sự tự do sẽ đến. Không phải tự do về chính trị trên đất nước của chúng ta, nhưng Chúa ơi, sẽ không còn ràng buộc nữa. Tin lành được rao giảng đến đâu, đạo của Chúa được công bố đến nơi nào, người ta mở lòng ra để đến với Chúa. Xin Chúa cho con với tư cách là con trai, con gái của Chúa, là người hầu việc Chúa, những mơ ước của con cho công việc của Chúa không bị bó hẹp bởi tài chánh, không bị bó hẹp bởi truyền thống, bởi những thói quen cũ kỹ, nhưng mà con được tự do để bước đi theo dòng chảy của Thánh Linh Ngài. Một trong những phước hạnh của năm hân hỷ mà chúng ta đọc ở đây, đó là mọi nợ nần sẽ được giải quyết. Cảm ơn Chúa. Tôi thấy Kiều Tiên cười tươi nhất. Đúng như vậy. Ở đây Kinh Thánh nói rất rõ ràng đó. Lê Vi Ký đoạn 25 nói đó. Mọi nợ nần trong năm đó sẽ được giải quyết. Nói như vậy không có nghĩa là bây giờ mình đến với chủ nợ nói: nè, một sư nhẫn mới giảng nè, Kinh Thánh nói nè, bây giờ là không còn nợ nữa nha. Coi chừng nguy hiểm đó. Nhưng mà chúng ta có quyền cầu nguyện chứ. Chúa ơi, con đã dại dột, con đã tham lam, con đã không tìm hiểu ý của Chúa, cho nên bây giờ con lâm vào hoàn cảnh nợ nần như thế này. Con đã coi cái tôi của mình quá lớn, cho nên á, nhiều khi không có dám xưng ra là con phá sản, cho nên cứ mượn ở đằng này trả đầu kia, mượn đầu này trả đầu kia, cuối cùng á, dồn lên không trả nổi. Cái đó nhiều khi là do cái tôi của mình, đúng không? Lạy Chúa, bây giờ Chúa hứa với con rằng trong năm hân hỷ Ngài sẽ giải quyết tất cả mọi nợ nần cho con. Quý vị có tin là Chúa có quyền không? Chúa có cách của Ngài. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng Chúa phải làm cách này. Nhiều khi chúng ta cầu nguyện và nghĩ rằng: ôi Chúa ơi, xin đến với con đi. Và chúng ta cứ hướng về phía này, chờ coi có thấy bóng dáng của Chúa không. Chờ mãi, chúng ta oán trách Chúa, chúng ta hờn Chúa. Nhưng mà rồi Chúa vỗ vai nói: con ơi, ta đấy. Có phải như vậy không quý vị? Chúa có trăm ngàn cách để đáp lời cầu nguyện của chúng ta. Đừng có lập trình cho Chúa, tại vì mình không phải là Chúa. Cảm ơn Chúa. Trong năm qua thì tôi với nhà tôi có lúc ngồi lại và cầu nguyện với Chúa như thế này: Chúa ơi, dài dòng quá cho nên con xin Chúa 3 điều. Một La Mã, đó là xin Chúa cho tất cả những món tiền mà con cho người ta mượn đó, con sẽ được nhận lại. Vâng,
đó là một La Mã. Cho nên á, con thưa với Chúa là con chỉ nói xin Chúa cho con một La Mã, con biết là Chúa hiểu rồi. Hai La Mã đó là Chúa hứa rằng ai thương xót kẻ nghèo là cho Đức Giê-hô-va vay mượn. Chúa biết rằng trong mùa dịch con đã bỏ tiền túi của con ra không phải là một số ít đâu. Quả thật lúc bấy giờ con không có dự định, nhưng mà Chúa mở lòng, thấy người ta thiếu thốn không chịu nổi, thấy nghe nói là một đứa bé sơ sinh 5 ngày tuổi không có sữa, con không biết người đó là ai, nhưng mà con sẵn sàng bỏ ra để mua những thùng sữa cho họ. Và Chúa nói ai thương xót kẻ nghèo cho Đức Giê-hô-va vay mượn, đó là con cho Chúa vay đó nha. Bây giờ con cần xin Chúa cho con xin lại. Đó là hai La Mã. Ba La Mã đó là ai trung tín trong việc dâng phần 10 thì Chúa sẽ mở các cửa sổ trên trời xuống, đổ phước đến nỗi không chỗ chứa. Chúa biết rồi. Mấy chục năm qua chúng con đã học tập, và bây giờ không phải dâng hiến 1/10 mà là 5/10, có khi tới 7/10. Và xin làm lời hứa của Ngài. Lạy Chúa, con cầu nguyện xin Chúa cho 1 La Mã, 2 La Mã, 3 La Mã, chắc chắn là Chúa hiểu. Cảm ơn Chúa. Tôi thấy Chúa thành tín. Dĩ nhiên chưa có nhận được, có những món nợ cho mượn rồi bây giờ chưa nhận được, nhưng mà tôi tin Chúa là đấng có quyền. Tôi biết trong hội thánh có những người có những món nợ khó trả. Nghiêm túc, tôi nghiêm túc thưa với quý vị, đây là lời của Chúa, không phải là ý tưởng của tôi đâu. Hãy về đọc đi đọc lại và nói rằng lạy Chúa, Ngài hứa rằng trong năm hân hỷ thì tất cả những món nợ nần sẽ được xóa. Món nợ này đã làm cho con nặng lòng, đã làm cho con hổ thẹn, đã làm cho con không ngẩng mặt lên được, đã làm cho con bị nhục chí. Và bây giờ xin Ngài giữ lời hứa của Ngài. Quý vị có tin là thật không? Chúng ta hãy đọc mấy câu ở trong Xuất Ai Cập Ký đi, thì chúng ta sẽ thấy lời của Chúa nói như thế này. Xuất Ai Cập Ký đoạn 12 câu thứ 35. Vả dân Israel có làm y theo lời Môi-se đã dặn, xin người Ai Cập những đồ bằng bạc và bằng vàng cùng áo sống. Đức Giê-hô-va làm cho dân sự được ơn trước mắt người Ai Cập nên họ bằng lòng cho, và dân Israel lột trần người Ai Cập vậy. Tất cả những điều Kinh Thánh nói đều có bằng chứng hết, phải không? Về sự tự do, Chúa có bằng chứng về câu chuyện người đàn bà quá đến với Elise. Về việc Chúa đổ tài chánh xuống, thì rõ ràng là người Israel trong xứ Ai Cập 430 năm làm nô lệ, làm gì có tiền. Nhưng rồi Chúa bảo với Môi-se là hãy truyền cho dân sự, hãy hỏi xin người lân cận mình. Không biết làm sao đó Chúa mở lòng họ, nói tới đâu họ cởi vòng vàng nữ trang ra và họ cho đến nỗi Kinh Thánh đó này, dường như lột trần người Ai Cập. Đây là lời Chúa quý vị. Điều tiên, tất cả các bạn, có những người tôi không biết, nhưng mà chúng ta đối diện với những gánh nặng của nợ nần, hãy nghiêm túc. Nhiều khi vợ chồng ngồi lại dành thì giờ để kiên ăn cầu nguyện và nói rằng Chúa ơi, con muốn cầu xin Chúa điều này, bởi vì đây là ý tưởng của Chúa, đây là lời của Chúa hứa, xin cho con mọi nợ nần sẽ được giải quyết. Rồi chúng ta sẽ nhớ giây phút này, chúng ta sẽ nhớ là Chúa là thành tín cho những ai tin cậy nơi Ngài. Chúng ta đi đến một cái phước hạnh khác nữa, đó là mỗi người nhận lại cơ nghiệp mình ha, mỗi người trở về với gia tộc mình. Nói một cách khác, Chúa sẽ phục hồi tất cả những mối quan hệ đã bị gãy đổ. Có ai cha mẹ đã làm cho con cái oán hận vì cô đã từng quá khắt khe với con cái mình, đến nỗi bây giờ đã thổi đổi cái thái độ rồi, nhưng mà đứa con vẫn còn tổn thương, vẫn còn nhớ những lời mắng mỏ của người cha, người mẹ từ nhiều năm trước và không thể nguôi khuây được. Đây là lúc Chúa sẽ làm cho trở về
với gia tộc của mình. Lời tiên tri dành cho dân Báp-tít đó là người sẽ đi trước dẫn đường cho Chúa Giê-xu, người sẽ đem lòng cha trở về với con cái. Có những mối quan hệ cha mẹ, con cái, vợ chồng bị tổn thương. Mỗi khi không nói đến thì thôi, chúng ta quên. Nhưng mà mỗi khi đề cập đến, nó là một cái gì đó nhức nhối, cầm giữ chúng ta lại. Lời của Chúa công bố hôm nay, Chúa ơi, Ngài hứa rằng mỗi người sẽ trở về với gia tộc của mình. Xin cho con được chữa lành mối quan hệ này. Dĩ nhiên là chữa lành mối quan hệ đó không có nghĩa là chúng ta để đó Chúa muốn làm gì thì làm đâu. Nhưng mà nếu mà Chúa muốn đứa con xin lỗi mẹ, Chúa muốn một người vợ xin lỗi chồng, Chúa muốn người cha xin lỗi đứa con, chúng ta muốn nhận phước hạnh của Chúa, chúng ta sẵn sàng trả giá. Bởi vì phần của Chúa Ngài hứa, và phần của con sẽ muốn tìm kiếm, đeo đuổi điều đó. Ngày 27 tháng 4 sắp đến, chúng tôi đã thảo luận với một số lãnh đạo hội thánh, và chúng tôi quyết định là tổ chức một cái ngày cầu nguyện rất đặc biệt ở tại thủ đô Hà Nội với nhiều lãnh đạo, nhiều giới khác nhau. Bởi vì chúng ta biết là biến cố năm 1975 thật ra nó vẫn còn để lại nhiều tổn thương lắm. 15 năm trước khi tôi được mời đi qua giảng một hội đồng ở Seattle, thì tôi được biết là trước đó 3 Chủ nhật, mỗi Chủ nhật như vậy đó, có một tốp 5-6 người đứng trước cái thềm bước vào nhà thờ đó, nói rằng mời một người cộng sản qua đây. Họ phản đối, tại vì họ nói tôi là mục sư cộng sản. Chúng tôi biết đi ra nước ngoài trong khi giảng đó thì cũng phải rất là cẩn thận, dùng cái chữ là Sài Gòn hay là Thành phố Hồ Chí Minh cũng phải rất khéo léo, chứ không là đụng vào nỗi đau và dễ bị tổn thương lắm. Tôi biết tất cả những điều đó nó trở thành một cái gì đó nhức nhối. Rồi cách đây mấy năm thì tôi nghe tiếng kêu cứu của một lãnh đạo hội thánh ở giữa người Chăm. Người Chăm này nói rằng: mục sư ơi, mục sư thu xếp để ra Ninh Thuận tổ chức một buổi cầu nguyện giải hòa, để giải hòa với tụi em. Bởi vì người Chăm, chúng ta biết là Vương quốc Simla đã bị người Việt Nam chiếm hữu từ lâu rồi, và bây giờ vẫn còn là một cái mối thù. Ma quỷ có thể sử dụng tất cả những điều đó. Và chúng tôi biết rằng cần phải có một sự chữa lành. Năm 1997-98, lúc bây giờ nhà tôi dịch một cái quyển sách của tiến sĩ Bill Wright có tên là Sự Phục Hưng Hầu Đến. Ở đó nói đến cơn phấn hưng Chúa sẽ thăm viếng trên cả thế giới này. Và chúng tôi khao khát: Chúa ơi, xin thăm viếng dân tộc Việt Nam. Và ông cũng kêu gọi một sự kiêng ăn cầu nguyện 40 ngày. Rất nhiều người, chúng tôi bước vào trong kỳ cầu nguyện 40 ngày. Và rồi trong những ngày đó, Chúa nói rằng: hãy tha thứ cho những người bắt bớ mình, hãy cầu nguyện cho những người bắt bớ. Lúc bây giờ tôi không có hộ khẩu, tôi vẫn không có hộ khẩu, con của tôi phải dựa vào giấy tờ của nhà tôi. Và khi chúng tôi lập gia đình á, thì ông gia của tôi đã nói với vợ tôi là: con lấy một người không có hộ khẩu, mai mốt con cái làm sao đi học. Và quả thật tôi không có hộ khẩu, tất cả giấy tờ xe nhà đều phải nhờ người khác đứng tên hết, bởi vì tôi không thể đứng tên được. Lòng của tôi cũng có những tổn thương, nhưng mà tôi đã quyết định là cầu nguyện cho những người bắt bớ mình. Cảm ơn Chúa, những cái buổi cầu nguyện đó, chúng tôi mời cái người miền Bắc lên, đứng lên xin lỗi, giải hòa với nhau. Và cảm ơn Chúa, sau đó tôi chứng kiến một cách rất rõ ràng công tác rao giảng tin lành từ miền Nam ra miền Bắc có một sự đột phá nhẹ nhàng, thông suốt hơn rất nhiều. Chúng tôi chuẩn bị cái buổi cầu nguyện bởi vì ngày 27 tháng 4 là lễ vượt qua theo lịch của người Do Thái là dân Chúa. Chúng ta biết là lễ thương khó phục sinh sẽ rơi vào khoảng ngày 29, 31 là phục sinh, 31 tháng 3 là phục sinh. Đó là dương lịch,
lịch của hoàng đế La Mã Gregory, nhưng mà lịch của người Do Thái 27 tháng 4 là lễ vượt qua. Và lễ vượt qua trước khi dân Israel được giải phóng khỏi xứ nô lệ đó rất là quan trọng. Chúng tôi cũng kêu gọi quý vị, hãy vì dân tộc của mình, hãy vì đất nước, vì quê hương của chúng ta, cầu nguyện. Cầu nguyện nếu cần giải hòa, để tất cả những mối quan hệ bị tổn thương được phục hồi, để Chúa chữa lành, để sự tự do sẽ đến trên đất nước của chúng ta, để một sự đột phá sẽ đến và phước hạnh của Chúa sẽ tuôn đổ. Cảm ơn Chúa, chúng ta có hai người bạn là anh Kerry và cô mục sư Trần Thị Phước. Cô Phước vốn là mục sư trong hội thánh và sau khi lập gia đình thì qua ở Úc, hai vợ chồng sống với nhau. Vừa rồi thì hai người về chừng một tháng phải không? Anh có cơ hội đi bằng xe máy với một thanh niên từ Nam ra Bắc, từ Bắc vào Nam. Tuyệt vời quá. Mỗi bữa ăn anh nói ăn ngon quá. Ăn ngon quá. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng yêu Việt Nam, có người đó thì vẫn còn cay đắng trong lòng đấy. Yêu Việt Nam nhưng mà Việt Nam của chế độ nào? Có phải vậy không? Các bạn trẻ sinh ra sau năm 1975 thì có lẽ không hiểu, nhưng mà những ai đã từng sống trước đó đó thì nhiều khi hỏi là bây giờ đi ra ngoài đó, chúng tôi các mục sư thường truyền đạt kinh nghiệm cho nhau là bây giờ trong một cái buổi họp quốc tế đó đại diện cho Việt Nam thì nên để lá cờ nào? Để lá cờ cờ vàng ba sọc đỏ thì không có đường về đâu. Nhưng mà để lá cờ đỏ sao vàng đó thì là bị bên kia ném đá chết. Cho nên có một mục sư nói rằng tôi cầu nguyện và sau đó thì tôi đem cái bản đồ Việt Nam lên, không có để lá cờ nào hết. Đó, Việt Nam đó, ma quỷ nó đặt những cái đồn lũy để gây ra những cái tổn thương tế nhị vậy đó. Cho nên khi nói là yêu Việt Nam, yêu đất nước thì trong tâm trí của chúng ta nghĩ không yêu được. Và phản ứng tự nhiên của mình là phàn nàn, cam ràm. Ôi Việt Nam gì lộn xộn quá, kẹt xe, mất trật tự, rồi tham nhũng, vân vân và vân vân. Nhưng mà nếu có dịp đi xa như là anh Kerry và cô Phước đó, bây giờ về thấy Việt Nam đẹp quá. Những người Việt Kiều cũng vậy, đi về thấy Việt Nam đẹp quá, thấy Việt Nam đẹp quá. Và tôi nghĩ rằng chúng ta chuẩn bị bước vào trong năm ân nghỉ, chúng ta muốn được phước của Chúa cho cá nhân, cho gia đình, cho đất nước này, thì cần phải thay đổi thái độ của mình. Đừng tổn thương nữa, đừng nuôi dưỡng lòng thù hận nữa. Bởi vì quả thật ba tôi có người đã chết ở trong trại tập trung cải tạo. Nhưng mà nếu có những con người chết để có những linh hồn được biết Chúa Giê-xu thì cái việc đánh đổi đó quá hời mà, phải không? Cảm ơn Chúa về tất cả những điều đó. Chúng ta hãy xem ở đây Việt Nam. Dạ, có anh Paul là người đến từ Sydney. Do you like phở? Vâng, anh là người gốc Hoa và rất là thích phở. Quả thật đó, đi khắp nơi người ta đều khen Việt Nam có món phở ngon lắm, không có nơi nào bằng. Thật sự mà nói như vậy. Rồi cà phê Việt Nam cũng rất ngon, đúng không ạ? Are you agree? Do you agree? Yes. Yeah. Tôi nhớ là năm ngoái đó, một anh mục sư người Israel, Amir Safati, anh đến đây. Trước khi đến cái buổi giảng đó thì anh post lên trên Instagram, anh nói là Brazil, Bồ Đào Nha, quên đi, chỉ có cà phê Việt Nam là ngon nhất thế giới. Và đúng như vậy đó. Rồi chúng ta thấy trang phục Việt Nam không? Rất là xinh đẹp. Rồi đất nước Việt Nam cũng vô cùng tuyệt vời. Hang động Việt Nam là cái nơi mà thế giới mơ ước. Và vừa rồi người ta nói rằng có 2 tỷ phú đến Việt Nam, không có cho ai gặp hết, nhưng mà đến Việt Nam nghỉ rồi âm thầm rồi đi. Và chúng ta biết Việt Nam là một trong 15 quốc gia đáng sống nhất thế giới. Thật ra đó, tôi thú nhận là chỉ mới cách đây vài tuần thôi, nếu nói Việt Nam là quốc gia đáng sống thì tôi không đồng ý đâu. Khi tôi đọc lời của Chúa, tôi thấy bây giờ mình phải điều chỉnh thôi. Đúng như vậy, đây là người ngoài người ta nhận định mà. Và một bài báo
của một cái tổ chức nghiên cứu thế giới nói rằng người Việt Nam được dự báo giàu lên nhanh nhất thế giới. Bởi vì trong năm Ân Nghỉ, Chúa sẽ đổ xuống. Chúa đổ bằng cách nào mình không biết. Nhưng mà Kinh Thánh Ê-sai 60 cũng nói đó. Lạc đà một gu sẽ đến. Vàng bạc châu báu của xứ Ethiopia sẽ đổ xuống. Các vua sẽ làm cha ngươi. Các hoàng hậu sẽ làm mụ vú ngươi. Khi tôi gặp một thương nhân người Đài Loan, thì cô nói với tôi như thế này. Là chúng tôi gặp vị hiệu trưởng của trường đại học FPT. Và vị hiệu trưởng đó đến Đài Loan để nói rằng xin Đài Loan giúp cho Việt Nam trong việc chế tạo chip. Bởi vì chúng ta biết là ngày hôm nay đó, Đài Loan chỉ là một cái nước rất nhỏ thôi bên cạnh tên khổng lồ Trung Quốc. Nhưng mà Đài Loan rất được phước, Tổng thống Đài Loan là một cơ đốc nhân, Hội Thánh Đài Loan, không biết có thể y sát đây không, là Hội Thánh được phước. Và ngày hôm nay đó thì người Đài Loan nắm giữ giống như là một cái ít hầu của thế giới, đặc biệt là công nghệ chế tạo chip, những con vi mạch. Và Việt Nam phải đến Đài Loan để xin được hỗ trợ trong việc huấn luyện cho người Việt Nam chế tạo chip. Và người ta nói rằng người Việt Nam rất thông minh, rất giỏi, dân số Việt Nam rất trẻ, cần cù. Cho nên cái việc mà Việt Nam được dự báo giàu lên nhất thế giới sắp tới không phải là điều gì quá xa vời đâu. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Chúng ta sẽ dừng lại tại đây. Nhưng mà tôi muốn khích lệ quý vị, hãy lấy đức tin công bố năm Hân Hỷ. Tự nhiên không có dính dáng gì hết mà mình công bố năm Hân Hỷ thì nó cũng khó. Nhưng mà như quý vị biết rồi đó, chúng ta chỉ còn vài tháng nữa là kết thúc 49 năm. Có lý chứ phải không? Ma quỷ cũng không thể nào chế giễu chúng ta được. Và bằng đức tin chúng ta công bố năm Hân Hỷ cho dân tộc của mình, cho đất nước của mình, cho quê hương của mình. Chúa ơi, Ngài hứa rằng trong năm Ân Hỷ, chúng con sẽ được tự do trong mọi lãnh vực. Những gì ràng buộc sẽ được phóng thích, nợ nần sẽ được giải quyết. Xin ban cho con kinh nghiệm điều đó. Lạy Chúa, trong năm Ân Nghỉ, Ngài hứa rằng không cần phải gieo, không cần phải lao nhọc ngoài đồng ruộng, nhưng mà đất sẽ tự sinh sản hoa màu. Kinh Thánh cũng có bằng chứng đó. Kinh Thánh nói về Y-sác trong năm ấy, Y-sác gieo hột giống, gặt hái bội trăm phần. Rõ ràng là tất cả những lời hứa đều có những bằng chứng cặp theo hết. Chúa ơi, xin Chúa cho công việc con làm được Chúa chúc phước vượt trội. Xin Chúa cho việc đầu tư của con sẽ được nhân lên gấp 10, gấp trăm lần. Xin Chúa cho công việc buôn bán của con được hanh thông thuận lợi. Bởi vì đây là lời hứa của Chúa dành cho năm Ân Hỷ. Và Chúa ơi, những gì nhức nhối, những gì làm cầm lòng của con không thể tiến tới được, làm cho con không thể ca ngợi Chúa được, làm cho con cứ bị trói cột, thì xin Chúa Ngài phục hồi các mối quan hệ. Chúng ta cần biết rằng có những người con giận cha của mình, giận mẹ của mình. Và bây giờ mẹ đã mất rồi, cha đã mất rồi, nhưng mà nó vẫn còn bị trói buộc, mỗi lần nghĩ đến là tổn thương sâu sắc. Chúa sẽ phục hồi, Chúa sẽ phục hồi để chúng ta nhận được phước từ nơi Chúa. Đây chính là lời của Chúa, không phải ý tưởng của con người. Và nguyện mỗi một người trong chúng ta kinh nghiệm phước hạnh. Chúa muốn ban phước cho chúng ta, Chúa tìm cách, Chúa tìm cơ hội để ban phước cho chúng ta. Không phải chúng ta đi tìm Chúa đâu. Phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi luôn. Và chỉ cần điều chỉnh cái suy nghĩ của mình, điều chỉnh phương cách của mình, là phước sẽ đổ xuống trên cuộc đời của chúng ta. Xin Hội Thánh hãy đứng lên. Chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.